chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Chương 2. Nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 8. Nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển. Nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền, ban hành chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. 2. Bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân trên biển. 3. Đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển. 4. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển. 5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 6. Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam. 7. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 9. Quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý trong vùng biển Việt Nam theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 14 của luật này. 3. Sử dụng phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ theo quy định tại Điều 15 của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 4. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 5. Tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự theo quy định của pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự. 6. Truy đuổi tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển. 7. Huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị, kỹ thuật dân sự của cơ quan tổ chức công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp. 8. Đề nghị tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. 9. Bắt giữ tàu biển theo quy định của pháp luật. 10. Áp dụng biện pháp công tác theo quy định tại Điều 12 của luật này. Điều 10. Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. 2. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn vùng biển Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển. 3. Cảnh giác, giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác, thực hiện nghiêm biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam. 4. Tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. 5. Thường xuyên học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật trên độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện thể lực. 6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định hành vi của mình khi thực hiện nhiệm vụ. Chương 3. Hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Mục 1. Phạm vi hoạt động và biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 11. Phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật này. 2. Trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Khi hoạt động phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 12. Biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn trên biển theo quy định của pháp luật. 2. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định việc sử dụng các biện pháp công tác theo quy định tại khoản 1 điều này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 trong các số tiếp theo trên sóng của Đà Nẵng TV. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt.